Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi đụng hàng một ca khúc, dân mạng khen ai đỉnh hơn. Như Quỳnh, Phương Mỹ Chi là hai giọng ca đại diện cho hai thế hệ rất được khán giả yêu thích. Mới đây, một kênh so sánh âm nhạc đã đăng tải đoạn clip so sánh màn thể hiện ca khúc Chồng Xa của Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi. Đây là hai giọng hát đại diện cho hai thế hệ ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích ở dòng nhạc dân ca, bolero. Như Quỳnh từ lâu nổi tiếng với giọng hát âm sắc đẹp, mượt mà và rất nữ tính. Thế nên khi hát Chồng Xa, Như Quỳnh đã thể hiện tròn trịa và tràn đầy cảm xúc. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi dù còn trẻ nhưng sở hữu giọng hát nội lực, ổn định cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt. Thế nên khi hát Chồng Xa, Phương Mỹ Chi cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng Phương Mỹ Chi vốn là thế hệ ca sĩ sau này nên so sánh với một giọng hát gạo cội như Như Quỳnh là điều không nên. Bên cạnh đó, những khán giả trung lập cho rằng mỗi phiên bản đều có cái hay riêng, quan trọng là cảm xúc ở mỗi người nghe. Về Như Quỳnh, nữ ca sĩ cũng thường xuyên bị phàn nàn về giọng hát kể từ sau khi về Việt Nam chạy show. Nhiều khán giả cho rằng Như Quỳnh ở thời điểm hiện tại đã bị mất giọng và phong độ tụt giảm thấy rõ. Thế nhưng ở dòng nhạc bolero, Như Quỳnh đã là một tượng đài nên dù trải qua nhiều năm tháng, tình yêu khán giả dành cho giọng hát của cô vẫn vô cùng lớn. Thời gian qua, Phương Mỹ Chi đã cho thấy năng suất làm việc chăm chỉ khi thường xuyên cập nhật hình ảnh chạy show ca hát. Đặc biệt, Siri Chi và loạt dự án nhạc trẻ vừa qua cũng nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.